Trong cái tầm giá là khoảng dưới 500 nghìn đồng, theo mình thấy thì đây là một trong những cái phân khúc mà được nhiều anh em game thủ quan tâm nhiều nhất khi mà chọn mua gaming gear, đặc biệt là chuột gaming. Bởi vì theo mình thấy thì không phải ai cũng có điều kiện kinh tế quá dư giả để có thể mua được những con chuột gaming với mức giá là khoảng 1 triệu cho tới vài triệu đồng được. Và trong video này mình đã mang tới cho các bạn là 3 con chuột gaming được bán chạy nhất tại Anfat Computer trong cái thời gian vừa qua. Cũng như thì mình sẽ chỉ ra được những cái ưu và nhược điểm của 3 con chuột này và nó sẽ phù hợp với lại những cái đối tượng người dùng như thế nào. Các bạn hãy cùng mình theo dõi clip trong video ngày hôm nay. Với ba đại diện được góp mặt trong video này là chúng ta sẽ có con chuột Dugot với mã hiệu là V90 Pro, tiếp đến là Fullland G90 Pro và cuối cùng là Logitech G102. Cái tên đã quá quen thuộc với các bạn rồi. Và bây giờ thì mình sẽ so sánh chi tiết cụ thể về cái phần thiết kế giữa ba con chuột này. Về mặt thiết kế thì với Fullland G90 Pro cũng như là Dugot V90 Pro, theo mình thấy thì với hai con chuột này nó có một kiểu thiết kế tương đối giống nhau tới khoảng là 85%, cũng sẽ là một kiểu thiết kế công thể học. Vậy nên thì nó sẽ phù hợp hơn đối với những ai sử dụng chuột bằng tay phải. Còn trong khi đó thì với con Logitech G102 này, nó sẽ được thiết kế theo kiểu gần như đối xứng hoàn toàn, nếu không kể đến hai vị trí là phím back và phím forward được đặt bên cạnh hông trái của chuột. Tuy nhiên thì đối với lại những bạn sử dụng tay phải hay tay trái thì đều có thể sử dụng được ở trên con Logitech G102 này. Đối với cảm giác cầm nắm thì Logitech G102 nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác cầm cơ động được nhất, và đặc biệt là về cái kích thước của con chuột này nó tương đối là bé, vậy nên thì nó sẽ phù hợp với những cái bạn có lòng bàn tay nhỏ và vừa. Các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng cầm được theo ba kiểu là claw grip, fingertip cũng như là kiểu farm grip. Còn trong khi đó thì với con Fullland G90 Pro này thì mình chỉ cầm được một kiểu, đó là farm grip. Nó hoàn toàn có thể ôm trọn được tất cả những cái thân con chuột này trong lòng bàn tay của mình. Nhưng đối với lại Dugot V90 Pro này thì cái phần đuôi chuột có vẻ như thì nhà xuất này họ làm hơi dài một chút. Vậy nên trong quá trình khi mà mình cầm theo kiểu là farm grip thì cái phần đuôi của con chuột này khiến mình không thể ôm được tất cả cái thiết kế của nó trong lòng bàn tay được. Vậy nên thì xét chung về cái mặt cái cảm giác cầm nắm thì mình đánh giá là Logitech G102 cũng như là Fullland G90 Pro này nó sẽ cho chúng ta cảm giác cầm tốt nhất, và con Dugot V90 Pro này thì nó sẽ cho cái cảm giác chưa được tốt bằng so với lại hai con chuột còn lại. Về phần lớp vỏ cũng như các chi tiết góc cạnh thì cả ba con chuột này sẽ đều được hoàn thiện với cái tông màu chủ đạo sẽ là đen. Tuy nhiên thì với Fullland G90 Pro này, về cái phần lớp vỏ thì mình đánh giá cao nhất. Mặc dù là cái chất liệu nhựa khi mà được cấu tạo nên con chuột này nó không phải là chất liệu nhựa quá cao cấp, nhưng cái cảm giác khi mà chúng ta có thể cầm vào thì cũng không gây nên cái cảm giác quá là rẻ tiền so với lại những con chuột đến từ Trung Quốc khác đang có mặt ở trên thị trường. Đi đến với một số những cái chi tiết góc cạnh thì Logitech G102 nó lại cho thấy được cái ưu thế của mình hơn, khi mà các phần chi tiết khớp nối ở trên thân chuột nó được làm tương đối là kín, và nó sẽ giúp được cho con chuột của chúng ta trong quá trình khi mà sử dụng thì bụi nó sẽ vào ít hơn so với hai đối thủ còn lại. Nhưng cái điểm yếu của nó đó chính là về cái phần dây kết nối này, nó sẽ chỉ được hoàn thiện từ chất liệu là cao su mà thôi. Trong khi đó với Fullland G90 Pro cũng như là Dugot V90 Pro thì nó sẽ đều được hoàn thiện từ cái chất liệu là dây bọc dù. Đặc biệt với con G90 Pro này thì cái phần cổng kết nối USB này nó còn được mạ vàng nữa. Đây là một trong những điểm mình đánh giá cực kỳ cao ở trên mẫu chuột này. Đến với các vị trí phím bấm thì chúng ta sẽ loại trừ là phím click chuột trái, click chuột phải cũng như là cái phần con lăn ngay ở phần chính giữa. Thì đối với Logitech G102 cũng như Dugot V90 Pro thì các bạn sẽ có tổng cộng là 3 phím bấm, bao gồm là phím back cũng như phím forward, và ngay ở phần chính giữa chúng ta sẽ có thêm một cái nút điều chỉnh DPI nữa. Còn đối với lại Fullland G90 Pro này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 phím, ở trong đó sẽ có bao gồm là cũng sẽ là phím back và phím forward, nhưng mà ở cái phần điều chỉnh DPI này thì chúng ta sẽ có hai nút, là một nút để giảm cũng như là một nút để tăng. Theo mình thấy thì đây cũng sẽ là một trong những cái cải tiến nó cũng không phải là quá vượt trội hơn so với hai sản phẩm còn lại. Lật xuống phía mặt đáy thì trước tiên đối với Logitech G102 thì các bạn sẽ có tổng cộng là 4 cái fit cao su được đặt ở 4 cạnh khác nhau, giúp cho con chủ chúng ta có thể giữ được thăng bằng trong quá trình khi mà sử dụng. Còn với Fullland G90 Pro thì các bạn sẽ chỉ có tổng cộng là 3 cái fit mà thôi, bao gồm là hai fit trước được làm bé một chút, còn cái phần fit đằng sau thì được làm tương đối là lớn. Còn với Dugot V90 Pro thì các bạn sẽ chỉ có hai cái fit là fit trước cũng như fit sau được làm với kích thước rất là lớn như thế này. Nếu như bạn là một trong những người yêu thích LED RGB thì mình sẽ ưu tiên các bạn hơn trong cái việc lựa chọn con Dugot V90 Pro này, bởi vì nó sẽ có tổng cộng tới tận là 3 cái vị trí LED RGB có thể hiện ở trên thân chuột, và với 3 con chuột này thì chúng ta đều có thể tùy chỉnh nó thông qua phần mềm tải về từ trang chủ của hãng. Đối với lại Dugot V90 Pro này thì các bạn sẽ có tổng cộng là 3 vị trí LED, nó sẽ bao gồm ở phần con lăn và phần logo, cuối cùng sẽ là phần đuôi của chuột. Còn lại thì với Fullland G90 Pro cũng như Logitech G102 thì Logitech G102 chúng ta sẽ có một cái phần LED được chạy theo cái dải ở phần đuôi của con chuột này, cũng như logo Logitech ở phần chính giữa. Còn với Fullland G90 Pro thì chúng ta sẽ có cái phần LED ngay ở vị trí con lăn cũng như là logo của Fullland ở đây.
Về thông số chi tiết thì đối với hai sản phẩm của Fulon cũng như là của Dugot thì nó sẽ đều được sử dụng cái mắt đọc PixArt 325. Và về cái thương hiệu PixArt thì nó đã rất nổi tiếng rồi, được xuất hiện ở trên rất là nhiều những mẫu chuột gaming cao cấp của những hãng ví dụ như là Razer, Corsair hay là T3. Còn ở trên con Logitech G102 này thì nó đang được sử dụng cái mắt đọc đến từ Mercury. Về cái thương hiệu Mercury này thì mặc dù nó không phải là một trong những thương hiệu quá nổi tiếng như là PixArt, thế nhưng mà với cái tuổi thọ của Logitech G102 nó đã được có mặt ở trên trường từ 2 cho tới 3 năm rồi, cũng như là về cái độ chính xác đã được người dùng khẳng định rồi. Vậy nên thì các bạn cũng đừng quá lo lắng về cái độ chính xác ở trên cái mắt đọc của con Logitech G102 này. Nếu như các bạn đang đi chọn cho mình một con chuột gaming để có thể sử dụng nó một cách lâu dài được thì cái Fulon G90 Pro này nó sẽ là một trong những sự lựa chọn tốt nhất, bởi vì nó đang được mang cho mình một cái switch được gọi là switch bất tử với tuổi thọ lên tới tận là 80 triệu lần nhấn. Cái độ bền của nó thậm chí là còn hơn so với một số những cái mẫu phim cơ khác đang có mặt ở trên thị trường. Còn lại thì với Logitech G102, cái tuổi thọ lần nhấn ở trên switch này sẽ là 30 triệu, còn Dugot V90 Pro sẽ là 20 triệu lần nhấn. Và thông số cuối cùng mà mình muốn gửi tới cho các bạn đó là DPI. Theo mình thấy thì có rất là nhiều bạn quan tâm với cái mức DPI là một mẫu chuột gaming nó phải cần có DPI cao. Nhưng theo mình thấy đối với lại những người dùng cơ bản ở thời điểm hiện tại, với việc mà các bạn sử dụng những mẫu màn hình là từ Full HD hay là 2K, thì một con chuột với mức DPI là khoảng 4000 là theo mình thấy nó là một con số đủ để có thể đáp ứng được tất cả những cái điều đó. Còn với những mẫu chuột mà có mức DPI cao thì theo mình thấy nó sẽ chỉ thực sự phù hợp hơn đối với những ai sử dụng những mẫu màn hình với độ phân giải từ 2K, 4K hay thậm chí là 8K và sử dụng từ 2 cho tới 3 màn hình thì mới có thể phát huy hết được cái mức DPI này. Còn về cái độ chính xác thì tất nhiên ở trên những mẫu chuột gaming giá rẻ như thế này rồi thì các bạn sẽ không thể nào đòi hỏi được cái độ chính xác của nó cao bằng so với lại những con chuột gaming mà các game thủ thường xuyên sử dụng, bởi vì cái giá tiền khi mà các bạn bỏ ra để sở hữu những con chuột nó có cái độ chính xác cao đến như thế thì nó sẽ phải rơi vào khoảng từ 2 cho tới 3 triệu, thậm chí là nhiều hơn như thế nữa. Tổng kết lại thì trước tiên đối với Logitech G102 này theo mình thấy nó sẽ là một trong những con chuột chiếm được rất là nhiều cảm tình đối với đại đa số người dùng, bởi vì cái form chuột của nó tương đối là dễ cầm, và đặc biệt nếu như ai là một trong những người dùng thường xuyên chơi những cái tựa game FPS thì các bạn sẽ cực kỳ thích con chuột này, bởi vì cái trọng lượng của nó rất là nhẹ, chỉ là 84g. Các bạn có thể dễ dàng thao tác di chuyển rê qua rê lại trong quá trình chơi ở trên con chuột này tương đối thoải mái. Còn đối với lại Fulon G90 Pro cũng như Dugot V90 Pro này, nó sẽ phù hợp hơn đối với những bạn là chơi những cái tựa game ví dụ như là MOBA, chúng ta có Liên Minh Huyền Thoại hay Dota 2, bởi vì cái trọng lượng của nó tương đối là đầm tay. Cũng như là với con Fulon G90 Pro này, các bạn sẽ có switch với tuổi thọ lên tới 80 triệu lần nhấn. Trong quá trình khi mà anh em chơi những cái tựa game Liên Minh Huyền Thoại hay là Dota 2, các bạn farm quái thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm bởi cái độ bền của nó mang lại. Còn với Dugot V90 Pro này thì mặc dù trong những cái so sánh ở trên thì nó không được nhìn hơn so với hai đối thủ còn lại, bởi vì cái mức giá của nó ở trên thị trường nó đã rẻ hơn rồi, nhưng mà ở bên trong con chuột này nó cũng không thua thiệt quá nhiều, đặc biệt là về cái phần cấu hình cũng như là cái thông số phần cứng, nó đã được cái trang bị mắt đọc hoàn toàn ngang bằng so với con Fulon G90 Pro, đó chính là mắt đọc PixArt 325, cũng như là về phần dây kết nối của nó được bọc dù tương đối là chắc chắn và đẹp hơn so với con Logitech G102 như thế này. Và với ba con chuột này thì đâu sẽ là con chuột mà nó sẽ phù hợp hơn đối với những cái nhu cầu sử dụng của các bạn thì đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận video cho mình được biết. Cũng như hàng thì luôn sẵn tại AnphatComputer, các bạn có thể đến cũng như là đặt hàng online trực tiếp ở trên website của AnphatComputer. Và video của mình đến đây kết thúc rồi. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích được ấn like, share video và nhớ ấn vào nút đăng ký để theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại channel YouTube của AnphatComputer. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.